Thưa quý vị khán giả, sáng ngày hôm qua, người dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xếp hàng chờ đổ xăng, có đến 137 cửa hàng đóng cửa, báo hết xăng dầu. Sau thời điểm điều chỉnh tăng giá vào chiều ngày hôm qua, nhiều cây xăng mở cửa trở lại. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục có chỉ đạo liên quan đến xăng dầu. Cụ thể, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố không để gián đoạn nguồn cung, đồng thời duy trì hoạt động bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu của doanh nghiệp. Đặc biệt, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn chia sẻ nguồn cung, lợi nhuận trong hệ thống phân phối cho các đại lý và cửa hàng bán lẻ xăng dầu một cách hợp lý. Đồng thời, các doanh nghiệp bán lẻ, đại lý và cửa hàng kinh doanh xăng dầu cũng phải chia sẻ với những khó khăn của các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu trong thời gian vừa qua. Ngoài ra, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm và chủ động kịp thời báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố khi có tình huống phát sinh.